Những ngày qua, nhà máy đường Biên Hòa, Phan Giang đã cử đội 10 người mang máy hút bụi công nghiệp để khắc phục hậu quả bão bụi cho tại nhà dân. Đội này cũng dọn vệ sinh cây cối, đường xá khu phố 8, phường Đô Vinh, thành phố Phan Giang, Tháp Tràm. Đồng thời, nhà máy đã phủ bạt bãi lưu chứa để không gây bão bụi cho. Ông Bùi Công Tiến khu phố 8 nói, công nhân đến vệ sinh nhà cửa rất tốt. Bà con hy vọng nhà máy không để xảy ra bão bụi cho một lần nữa. Đội này xuống khu dân cư vào các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Đối với bụi bám trong nhà dân thì dùng máy hút bụi, tiến độ nay đã đạt được trên 40%. Dự kiến đến cuối tháng 3 năm 2023 hoàn thành việc này. Chúng tôi đang vận động bà con để đội vệ sinh làm thêm ngày thứ năm, ông Phúc nói. Ông Lê Khắc Huy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, cho biết Sở đang giám sát khắc phục hậu quả bão bụi cho khi phát hiện nhà máy đường làm không đúng như cam kết trong khắc phục bão bụi cho sở sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật ông anh nói như tuổi trẻ online phản ánh hơn một tháng nay người dân tại phường đô vinh thành phố phan giang tháp tràm sống bất an trước bão bụi cho từ nhà máy đường biên hòa phan giang phát tán ra bụi cho bám đen kịt dưới nền nhà cây cối và bám trên các vật dụng trong gia đình để đảm bảo sức khỏe người dân phải đóng cửa dùng vải che chắn dưới các khe cửa thậm chí có gia đình dành ra hàng chục triệu để làm lá chắn bão bụi cho